Lương y Võ Hoàng Yên nổi tiếng với khả năng chữa bệnh bại liệt, câm điếc. Ông đã đi khắp nơi ở Việt Nam và nước ngoài để chữa bệnh miễn phí. Đặc biệt thì có tới hàng ngàn người ngày đêm mong mỏi được ông bấm dây huyệt đạo. Người yêu mến, nhớ ơn, tấn phong ông là thần y. Nhưng không ít người nghi ngờ chê bai ông đã cung phu bệnh nhân. Thế nhưng những ngày qua, cái tên thần y Võ Hoàng Yên dày đặc trên các trang báo, diễn đàn mạng vì bị vợ chồng ông Dũng Lò Vôi, chủ nhân của khu du lịch Đại Nam nổi tiếng ở Bình Dương, gây gắt tố cáo thần y Võ Hoàng Yên lừa đảo. Cụ thể sự việc như thế nào? Mời quý vị cùng tìm hiểu ngay sau đây. Cuộc đối chất giữa hai bên diễn ra vào sáng ngày 2 tháng 3 tại tổ đình Hưng Minh Tự, Trung ương Tịnh Độ Cư sĩ Phật hội Việt Nam, đường Lý Chiêu Hoàng, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài vợ chồng ông Huỳnh Uy Dũng, bà Nguyễn Phương Hằng, ông Võ Hoàng Yên đi cùng luật sư của mình, còn có đại diện Tịnh Độ Cư sĩ Phật hội Việt Nam, ông Nguyễn Ngọc Ánh và các vị chức sắc trong Phật hội là nơi các bên chọn để làm cuộc gặp. Những giao dịch liên quan giữa hai bên, Tịnh Độ không liên quan, nhất là chuyện tiền bạc. Ngay từ đầu cuộc trao đổi, bà Phương Hằng đã tỏ ra khá bức xúc và cho biết lý do cuộc gặp là để ba mặt một lời về việc trước đó bà đã tố cáo ông Võ Hoàng Yên lừa đảo, chiếm đoạt tiền xây chùa, tiền bà phát tâm cho làm từ thiện. Bà liên tục dùng từ lừa đảo để chỉ ông Yên. Và cái quan trọng nhất tất cả những gì gia đình ông Thị Yên nói đều dối trá hết. Không có cái gì là thật hết mà ông Thị Yên chưa hề lo 17 giờ phút. Tôi lội ngược chồng ngược chó và tất cả những gì ông Thị Yên nói tôi đều xạo hết. Từ trong Tịnh Độ cho tới Bình Thuận, không đi cứu trợ mười mấy năm như ông từng nói. Ông mang tiền về Cà Mau, ông xây nhà tình thương mười mấy căn. Và cái điều quan trọng vừa xảy ra là tiền cứu trợ lũ lụt. Và cái tiền mà ông nói ông mua vật tư, tôi đã viết một tờ giấy cho ông những cái gì mà tôi đã chưa phát hiện được. Nhưng khi tôi phát hiện được, lại càng thêm tồi bại hơn nữa. Tôi chuyển từ OCB cho ông 8 tỷ 2. Trong đó đó có 2 tỷ là chuyện tiền cứu trợ lũ lụt. Và ông Tệ Hải là người giúp đỡ cho ông 600 triệu, tôi đưa 1 tỷ, 2 tiền là 3 tỷ 8. Nhưng khi mà tôi nghe Tịnh Độ báo cáo toàn bộ sự việc và Tịnh Độ hoạt động trong 2 tuần đi cứu trợ chỉ có 2 tỷ 7 thôi, vậy thì 3 tỷ 8 của tôi đi về đâu? Đó là một trong những cái buộc tôi phải lên tiếng, chứ nếu tôi không lên tiếng tôi không phải là bà Nguyễn Phương Hằng. Tôi có thể cho ông 1.000 lần như vậy, giúp đỡ 1 tỷ lần như vậy, nhưng không được ăn đồng nào tiền của lũ lụt cứu trợ hết. Và tôi nói thật lòng đây, nói ra để cho mọi người biết để mà tránh, chứ không phải tôi nói ra để tôi được cái quyền lợi gì, mà thậm chí cái số tiền đó cho ông Yên tôi cũng không có hối hận. Bởi vì bây giờ cái chuyện đó đối tôi nó không phải là quan trọng, nhưng cái quan trọng đừng để thiên hạ lầm nữa. Cái đó là cái điều mà tôi muốn mang đến cho xã hội và mang đến cái Tịnh Độ sự công bằng. Bởi vì Tịnh Độ có một cái điều kiện là không được đi quyên góp tiền bên ngoài, nhưng mà ông đi ra khỏi vòng quân tỏa là ông tự lấy danh nghĩa của Tịnh Độ, ông đi quyên góp và toàn bộ tiền đó được chuyển vào tài khoản cá nhân ông. Thì đây không phải là lừa đảo là cái gì? Không phải là Tịnh Độ nhận tiền của bất cứ một người nào, mà bản thân ông, gia đình ông nhận, không phải lừa đảo là cái gì? Tôi không phải là người hồ đồ, nhưng mà quý vị công nhận rằng tôi phải bức xúc, bởi vì tôi là người tốt, tôi là người tử tế và tôi bị tổn thương. Tôi phải nổi điên lên chứ, mà tôi đang ngồi đây tôi nói như vậy là tôi đã quá nhịn nhục, tôi đã quá chịu đựng rồi. Từ hành vi đạo đức tư cách, tiền tôi bỏ ra mấy trăm tỷ, bây giờ mọi người hỏi rằng tại sao bà Hằng có khùng thì bà ngu, bà bỏ ra mấy trăm tỷ, không phải tôi ngu đâu. Tôi là người tử tế, không phải tôi ngu. Trong khi bà Phương Hằng rất gay gắt và bức xúc thì ông Võ Hoàng Yên khá mềm mỏng, gọi vợ chồng ông Dũng là Bồ Tát lớn, đã đến và giúp đỡ mình trên đường hành nghề của người, trong đó có việc tài trợ nhiều tiền, tạo điều kiện cho ông và các học trò mua đất giá rẻ, giảm từ 30 đến 40%. Về việc bị tố cáo biển thủ 3,8 tỷ đồng, ông Yên giải thích đó chỉ là thiếu sót giấy tờ, đã bổ sung và sẽ trình ra. Liên quan đến các cáo buộc bản thân có ba vợ, làm giấy ly thân giả, ông không nhắc đến. Ông Yên cũng nhẹ nhàng nói đã từng được coi là người thân trong nhà. Lẽ ra vợ chồng ông Dũng bà Hằng có thể có những dạy dỗ cho đứa em dạy khờ, chứ không như đến nước này. Cuối buổi làm việc, các vấn đề vẫn chưa ngã ngủ. Vợ chồng ông Dũng cho biết sẽ đưa đơn đến cơ quan công an để pháp luật làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của ông Yên. Chúng tôi cũng thông tin thêm để quý vị rõ hơn, đó là ông Huỳnh Uy Dũng, thường gọi là Dũng Lò Vôi, và bà Nguyễn Phương Hằng là chủ nhân của khu du lịch Đại Nam của tỉnh Bình Dương, là doanh nhân rất thành công không qua trường lớp và đi lên bằng kinh nghiệm tích lũy trong cuộc sống đời thường. Cả hai vợ chồng tâm nguyện rằng toàn bộ lợi nhuận kinh doanh sẽ cống hiến hết cho xã hội. Như bà Phương Hằng đã nói trong cuộc đối chất, bà là người tử tế chứ không phải là người ngu. Bà không cho phép ai đạp lên đạo lý, biến bà thành công cụ lừa đảo. Và bà sẽ đưa vụ việc tới cơ quan công an nhờ pháp luật làm rõ. Chúng tôi cũng sẽ chuyển tải đến quý vị khi có thông tin mới nhất về sự việc lùm xùm này.